Xin chào anh chị đã quay trở lại với guitar đồng tâm. Những cây đàn truyền thống thì thường sử dụng những loại gỗ như là cảm ứng, mahogany, toa hay là maple để làm lưng hông của đàn. Và mặt top thì thường sẽ là gỗ thông sprue là thông vương sam hay là thông cedar là thông tý tùng. Vậy những cây đàn được làm từ vật liệu Esonic Carbon Fiber thì sẽ có những gì khác trong thiết kế cũng như là âm thanh mà nó mang lại như thế nào so với một cây đàn gỗ thông thường. Thì ngày hôm nay em sẽ mang đến cho anh chị một cây đàn La 34 với thiết kế là full carbon tích hợp một bộ EQ thông minh rất là hay anh chị nhé. Bây giờ hãy cùng tìm hiểu chi tiết về thông số của cây đàn này. Và trước khi đi vào nội dung chính thì đường link sản phẩm em có để dưới phần mô tả. Anh chị có thể xem và bấm vào để cập nhật giá ở thời điểm hiện tại, vì có thể giá ở thời điểm hiện tại đã khác so với lúc em quay video này. Bởi vì sao? Bởi vì guitar đồng tâm luôn muốn mang đến cho anh chị một cây đàn chất lượng tốt nhất nhưng mà giá lại mềm nhất. Và khi anh chị nhìn vào dòng mô tả trên video thì có thể là đã đoán được cây đàn này là cây gì rồi. Đây là cây La 34. Em đã từng review một clip về cây La 34 này. La 34 thì nó sẽ có hai size, đó là size 36 thì sẽ được mặt top được làm từ gỗ thông solid và lưng hông là HPL. Còn đối với size 38 thì hãng sẽ thiết kế hoàn toàn được làm từ carbon anh chị nhé. Và chính xác hơn đó là Esonic Carbon Fiber. Với size 38 như thế này thì phần trên của thùng đàn sẽ là độ dài 26cm, phần giữa sẽ là 27cm và phần ở dưới thùng đàn sẽ là 37cm. Độ dài của thùng đàn từ đáy cho tới phần trên của thùng đàn sẽ là 48cm. Độ dài từ đáy cho tới đầu cần đàn là 97cm. Và độ dày của thùng đàn này 10.5cm. Với một cái độ dày chứa nhiều không gian thì chắc chắn âm thanh sẽ rất là lực, mặc dù size đàn chỉ có là size 38 thôi. Ở clip này em sẽ không đi sâu quá nhiều về phần EQ, tại vì ở clip trước em đã review hầu như là toàn bộ những chức năng cái bộ EQ này rồi. Ở clip này em sẽ đi sâu vào phần âm lượng lớn nhỏ của một cây đàn với một size 38 như thế này thì có lớn bằng một cây đàn size chuẩn 41 hay không, và chức âm nó cho ra như thế nào anh chị nhé. Đến với phần thông số đàn thì cây đàn này được thiết kế mặt top, lưng hông cũng như là cần đàn đều được làm từ Esonic Carbon Fiber. Đây là một vật liệu mà người ta hay dùng để làm nội thất trên máy bay, đuôi máy bay và cánh máy bay để nhằm giảm tải trọng lượng của máy bay lại, chứng tỏ vật liệu này rất chắc chắn và độ bền cực kỳ cao. Anh chị có thể thấy nè, độ đàn hồi nó hầu như là không có luôn, rất là cứng anh chị nhé. Với vật liệu Esonic Carbon Fiber như thế này thì mình sử dụng lâu năm không lo về vấn đề như là cong ven như những cây đàn gỗ thông thường, và nó có khả năng là chống chịu được nhiệt độ ở thời tiết khắc nghiệt. Ngoài thiết kế bên ngoài như thế này, bên trong hãng còn gia cố thêm những cái nang bằng vật liệu Esonic Carbon Fiber luôn, nhằm giúp cho cái độ chắc chắn của thùng đàn được tăng lên rất là nhiều. Bên trên mặt top thì sẽ có phần ngựa đàn và phần lược đàn. Đối với phần lược ngựa và phần mặt top này cũng đều là Esonic Carbon Fiber anh chị nhé. Và ở phần lỗ thoát âm thì hãng sẽ có mạ mùn bạc lên như thế này, rất là tinh tế. Phần đeo dây đàn trên cái đàn này thì sẽ ở dưới đáy đàn ngay chỗ cắm rắc, cũng như là ở phần trên của thân đàn, ở phần phía sau cần đàn này anh chị nhé. Bên trong cần đàn chúng ta có là một ti chỉnh cần hai chiều, mình có thể canh chỉnh action theo ý muốn, cũng như là trong tương lai mà cần đàn này nó có cong nhẹ vì chịu ảnh hưởng của thời tiết thì mình vẫn có thể canh chỉnh thẳng lại. Nhưng mà theo em nghĩ thì cây đàn này khó mà cong được với cái vật liệu như thế này. Bộ dây đang lắp trên cây đàn này là Elixir, chơi rất là mướt anh chị nhé. Ngoài ra cái mặt phím được làm từ Ripline, đây là một vật liệu có độ cứng ngang với gỗ mun, và trên mặt phím như thế này mình trượt đi rất là nhẹ nhàng, giúp cho cái việc mình sử dụng những kỹ thuật như là slide cực kỳ mượt. Và một điều em khá thích bởi cái đàn này đó là sử dụng Esonic Carbon Fiber làm vật liệu để làm cái đàn thì cái cân nặng nó mang lại rất là vừa phải, dễ chịu và được cái độ cân bằng, nên mà khi mình ôm cái đàn chơi cực kỳ thoải mái anh chị nhé. Và phần nút vặn trên bộ khóa thì sẽ được hãng mạ Niken màu bạc rất là đẹp mắt như thế này, vặn nhẹ nhàng không có bất kỳ tiếng động nào phát ra. Cái vật liệu trên cái này cũng là một phần giúp cho nó giữ được cái nhiệt độ rất là tốt, nên mình cảm giác vặn rất là thích thú anh chị nhé. Và với cái đàn La 34 này thì hãng tích hợp một bộ EQ thông minh, mình có thể là điều chỉnh bằng màn hình cảm ứng. Với công nghệ FreeBot thì mình có thể sử dụng trực tiếp những hiệu ứng đó, những cái chức năng đó ra loa 7W bên trong thùng đàn.
Và như ở đầu clip em đã nói thì em sẽ không đi quá sâu về phần chức năng trên bộ EQ này, vì em muốn so sánh cái âm mọc, cái độ lớn của nó như thế nào so với một cây đàn size 41 dán chuẩn, và cũng như là chất âm nó mang lại có đủ tinh tế, có đủ sâu sắc, có đủ cái độ ngưng vang mà mình chi một số tiền lớn để mang về cái đàn này để dành riêng cho bộ sưu tập của mình hay không. Hãy bắt đầu test âm cùng em nhé. Vừa rồi em đã test qua về âm thanh cũng như là nói qua về thông số trên cái đàn này. Có thể nói nhỏ nhưng mà có vỏ rất là hay, âm ra rất là mượt mà, và cái chất âm nó mang lại cực kỳ chuẩn, không khác gì so với một cây đàn được làm hoàn toàn từ gỗ. Phải nói Lava 14 là một trong những cái hãng mà đi đầu trong việc mà sản xuất ra những cây đàn làm từ carbon như thế này, cũng như là tích hợp một bộ EQ quá thông minh. Và anh chị nào muốn xem chi tiết hơn về bộ EQ này, em sẽ để một cái đường link mà em đã review một cây Lava 14 với size 36 ở clip trước, thì em sẽ để dưới phần mô tả, anh chị có thể click vào và xem chi tiết nhé. Nếu anh chị thấy yêu thích hay quan tâm cây đàn Lava 14 này, hãy liên hệ trực tiếp với Guitar Đồng Tâm qua số Zalo 0818005678 để Guitar Đồng Tâm có thể tư vấn tận tình hơn, chi tiết hơn, cũng như là giải đáp mọi thắc mắc của anh chị về cây đàn này. Và anh chị thấy clip hay, hữu ích, hãy để lại cho em một comment, like, share cũng như là đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để đón chờ những clip tiếp theo của Guitar Đồng Tâm nhé. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Xin chào anh chị.